Chàng trai này tên là Hàn Tuyệt, người đáng nhẽ ra cũng sẽ sống một cuộc đời bình thường, nhưng tác giả lại muốn anh trở nên vĩ đại, thế nên chuyển anh tới một thế giới ai ai cũng phải đâm chém, sáng ăn phòng lợn, tối vào hang động mới có thể yên tâm mà sống. Đúng như những gì tác giả đã kỳ vọng, Hàn Tuyệt ở thế giới mới bá đạo đến nỗi có mỗi một mình anh biết mình là bá đạo. Vì bản chất trong Hàn Tuyệt là khiêm tốn, tác giả tức quá, lúc nào cũng kiếm đối thủ phá hoại cuộc đời với đầy hy vọng bình yên của nam chính. Ở tập trước, Điển Túc Yêu Vương vì không chịu được nguyên rủa của Hàn Tuyệt nên phải đầu hàng, bắt tay làm bạn với Ngọc Thanh Tông. Hắn không biết người nguyên rủa mình là Hàn Tuyệt, cứ nghĩ đây là do tiên thần thấy hắn định đi oanh tạc bốn phương nên cảnh báo. Bây giờ lấy chuyện kết bạn với Ngọc Thanh Tông coi như là thành ý với tiên thần, Hàn Tuyệt thấy hắn hợp tác với Ngọc Thanh Công rất là tốt, vậy nên gạch tên khỏi ách vận thư. Kẻ thù cũ vừa mới xử lý xong, kẻ thù mới lại tới, lần này là Ngộ Đạo lão quái. Ông ta nảy sinh thù hận với nam chính, mức độ thù hận hiện nay là 4 sao. Để biết rõ sự tình ra sao, chúng ta đến với bí cảnh thượng cổ nào đó ở trên thế giới. Hình Hồng Tuyền bị Ngộ Đạo lão quái đẩy vào góc tường, gừng càng già càng cay, tuổi xuân trở lại lúc nào cũng không hay. Ngộ Đạo lão quái khá là bất ngờ khi Hình Hồng Tuyền có thể học được thần công trên bức tường này, mà ông ta lĩnh ngộ lâu như vậy cũng không ngộ ra điều gì cốt lõi. Hình Hồng Tuyền nói đó là do có duyên, nếu Ngộ Đạo lão quái không thích thì cô sẽ hủy đi kinh văn để hắn có thể tiếp tục thăng ngộ. Ngộ Đạo lão quái không đồng ý, nói thần công đó là tổ tiên của tông môn để lại, Hình Hồng Tuyền có duyên với công pháp đó, suy ra có duyên với tông môn của mình, ông ta muốn cô theo mình về Vô Tương Tông, Hình Hồng Tuyền tất nhiên là không đồng ý. Bản thân đã có sư môn và lại còn có đạo lữ, bây giờ mà đi quá lâu không quay về, kiểu gì anh yêu cũng đi tìm. Ngộ Đạo lão quái bắt đầu nóng máu, việc Hình Hồng Tuyền có sư môn cũng không sao cả, còn về đạo lữ, ông ta không thèm nghe và cũng không muốn nghe, ông ta tỏ rõ ý định, nghĩ bụng tiểu nha đầu này thần công đã thành, dụ dỗ về làm lô đỉnh cho đồ nhi của mình thì quá ư là ưng ý. Hình Hồng Tuyền hết cách, lấy một con dao nhỏ ra kề vào của mình dọa Ngộ Đạo lão quái, mình sẽ tự vẫn luôn tại đây. Ngộ Đạo lão quái không thèm quan tâm, rõ ràng đẳng cấp của ông ta hơn hẳn. Quyết định tiếp theo làm gì bây giờ, Hình Hồng Tuyền không hề có cơ hội làm điều đó. Ngộ Đạo lão quái dùng những cành cây quỷ dị của mình khống chế Hình Hồng Tuyền lại, Hình Hồng Tuyền không kịp trở tay, bị những cành cây của Ngộ Đạo lão quái siết chặt vào người, không thể làm gì cũng như vùng vẫy được. Nhưng đúng lúc này, người của Vô Tường Tông tới gọi ông, tông chủ, xảy ra chuyện lớn không hay rồi, Đông Phương Tiên Tổ hỏa nhập ma, tính mạng nguy hiểm, mong ngài mau chóng quay về. Ngộ Đạo lão quái cu cái, đang lúc hành sự mà lại gặp chuyện không hay, và đúng lúc này, ông ta ngưng dao động linh lực trên người, bỏ qua cho Hình Hồng Tuyền. Vì bên kia Đông Vương Tiên vẫn chưa biết tình hình như nào, vẫn là để Hình Hồng Tuyền tu luyện thêm một thời gian nữa, sau này thưởng thức hẳn sẽ hợp miệng hơn. Ngộ Đạo lão quái rời đi, nhưng không quên để lại ấn ký, như một cái camera theo dõi Hình Hồng Tuyền. Ông ta cho cô 10 năm để suy nghĩ về chuyện gia nhập Vô Tương Tông, không cần nói cũng biết, 10 năm sau, Hình Hồng Tuyền có muốn hay không thì ông ta cũng sẽ đến bắt đi. Cảnh tượng vợ yêu bị áp bức đều đã được Hàn Tuyệt nhìn thấy. Cậu đã kiểm tra qua Ngộ Đạo lão quái, ông ta có tu vi hợp thể cảnh thất tầng, là tông chủ của Vô Tương Tông, cao nhân đắc đạo. Vì Hàn Tuyệt là phu quân của Hình Hồng Tuyền mà hắn lại nhìn chúng cô nên nảy sinh lòng bất mãn với nam chính. Nếu Hình Hồng Tuyền đồng ý với Ngộ Đạo lão quái, hắn sẽ ra tay với Hàn Tuyệt, loại bỏ hậu họa, đọc đến đây thôi mà mình phải cay thay nam chính. Đã đi cướp vợ người ta rồi còn định đập nát bách cái chậu, khỏi phải nói, Hàn Tuyệt tức đến ngáo luôn, mây trời ở ngoài như diễn tả lại sự tức giận của cậu. Tuần Trường An và Gà Hắc Ngục không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đoán rằng chủ nhân của mình lại chuẩn bị đột phá cảnh giới. Và đúng là như vậy, lần này Hàn Tuyệt sẽ mượn linh lực của lôi kiếp đột phá này, dùng hết sức bình sinh để nguyên rủa Ngộ Đạo lão quái 4 ngày 4 đêm không nghỉ. Hàn Tuyệt bắt đầu, những tia sét lôi kiếp liên tục đánh xuống, tạo ra sóng xung kích cực mạnh, cảm giác những tia lôi kiếp cứ như mặc nhện giăng kín một vùng trời. Mấy trưởng lão khác của Ngọc Thanh Tông sợ đến đái ra quần, phải đứng cách ngọn núi của Nam Chính tận mấy km mà vẫn cảm nhận rõ được linh lực từ nó. Không chỉ mấy vị trưởng lão này, cả cái Ngọc Thanh Công đều đã cảm nhận được sức khủng bố từ cấp độ lôi kiếp đột phá của Nam Chính. Tại một nơi nào đó khác trên thế giới cũng có lôi kiếp đột phá, nó ở cấp thấp hơn, nhưng người chịu đựng lại phải bò lê bò lết, cảm giác tàn tạ vô cùng. Thấy được lôi kiếp kết thúc thì khóc như được mùa, đó chính là Chu Phàm. Hắn vừa phải đối đầu với thiên lôi chi uy, với cái nhục thân ghẻ chịu đựng một đạo thiên lôi quả nhiên vẫn còn miễn cưỡng. Như thế nào, cảm giác trọng sinh có sướng không? Vì đúc cơ thể cho người đã tốn không ít bảo bối của ta, xem người lần sau có dám hống nữa không. Mạc Phục Cừ đón đầu Chu Phàm. Chu Phàm giật mình khi thấy Mạc Phục Cừ, rồi lại đặt sự chú ý của mình vào vị tiền bối đứng sau lưng Mạc Phục Cừ, chính là vị tiền bối đó đã đúc lại cơ thể cho Chu Phàm. Chu Phàm cũng không phải là người không có lòng tự trọng, hắn ta đứng bật dậy, cảm ơn vị tiền bối kia. Vị tiền bối kia thì coi chuyện này như là hạt cát, cô ấy còn nói, kiếp trước của ngươi từng cứu ta, hiện nay ta chỉ trả ơn mà thôi. Mạc Phục Cừ và Chu Phàm đầu đầy câu hỏi, không hiểu kiếp trước ở lúc nào. Vị tiền bối kia quay đầu lại, nói ra thì vẫn nhờ phúc kiếp trước của ngươi, khí vận của bản thân ngươi lớn, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nói xong thì cô ta xoay người rời đi. Cả hai thằng cu đều sốt sắng, họ hỏi đạo hiệu của vị tiền bối kia là gì. Vị tiền bối kia chỉ thốt ra một câu, Tuyên, rồi biến mất. Chu Phàm tự hỏi giới tu chân có vị đại lão nào họ Tuyên, mà Phục Cừu cũng chẳng biết ai có họ Tuyên. Ở chỗ Nam Chính, hệ thống đã cập nhật thông tin, mới hôm nào có tin Chu Phàm chết, hôm nay lại có tin Chu Phàm đại năng đúc lại nhục thân, tu vi tăng mạnh,
Hàn Tuyệt đoán chắc tên này là nhân vật chính và hệ thống cũng thông báo luôn, kiểm tra thấy Hàn Tuyệt thành công đột phá tới hợp thể cảnh. Cậu sẽ có hai lựa chọn như sau, lập tức xuất thế hoặc là tiếp tục bế quan. Tất nhiên là Hàn Tuyệt chọn tiếp tục bế quan, khiêm tốn tu luyện. Món quà của cậu lần này là một thiên tài địa bảo, hạt hồ lô địa tiên, món đồ này ngàn năm nở hoan, vạn năm kết trái, vừa có thể ăn, vừa có thể luyện chế pháp bảo. Nếu quả này có thời gian thay nghén dài thì vừa có thể tự kết thành pháp bảo, vừa có thể sinh ra sinh linh. Quảng cáo này làm Hàn Tuyệt tưởng tượng ra cảnh một đàn con là hồ lô. Rồi cậu dẫn đàn con đó đi xuất sơn, oanh tạc giang hồ, trở thành một người có tiếng trong giới ao hồ, quả thật không tồi. Và lại một điều quan trọng nữa, hạn tuổi của nam chính đã lên tới 27.900 tuổi và cũng rất nhiều các bộ công pháp tuyệt thế, đỉnh cao mà ông nào cũng thèm, ước mơ sống lâu không quan tâm đến tuổi của Hàn Tuyệt ngày càng gần rồi. Cùng lúc này ở bên ngoài cửa hang, Hình Hồng Tuyền tới thăm nam chính, Gà Hắc Mục và Tuần Trường An núp ở bụi cây gần nó. Hà Hắc Mục vẫn như mọi khi, sợ rằng nữ nhân này tới ăn thịt chủ nhân, nhưng nó nhận thấy trạng thái của Hình Hồng Tuyền hôm nay có chút không đúng lắm. Tuần Trường An với kinh nghiệm lâu năm quan sát gái, nói đó khả năng là tổn thương vì tình, rồi hắn kể ra một câu chuyện khó tin, rằng bản thân từng đi làm kẻ bợ đít của người thương tận 20 năm, câu chuyện kể về một cô gái tên là Tiểu Mỹ, với tu vi như người bình thường, nhưng tính cách dịu dàng chi thư đạt lễ, người theo đuổi nhiều tới mức trải dài từ Bắc vào Nam, đạp vỡ cả cửa. Tuần Trường An chính là một trong những người đó, nhưng hắn biết rõ quá nóng lòng thì không ăn được đậu phụ, vì thế Tuần Trường An chọn cách lặng lẽ bảo vệ nàng ấy. Yêu nàng ấy thì phải khiến cuộc sống của nàng ấy càng thêm vui vẻ, nguyên tắc yêu ai yêu cả đường đi lối về. Thế là Tuần Trường An thường xuyên mời bạn trai của Kiều Mỹ ăn đậu bổ. Nếu là mình cũng nên bổ vào cái đầu của Tuần Trường An cho hắn khôn ra. Quan hệ của Tuần Trường An với những người theo đuổi khác khá tốt, bọn họ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm khi ở bên Tiểu Mỹ. Mà kinh nghiệm gì thì có lẽ nhiều anh em tưởng tượng ra rồi, những người đã từng giao lưu đó còn khích lệ Tuần Trường An tiếp tục kiên trì. Tuần Trường An hiểu cho ý tốt của bọn họ, nhưng hắn vẫn mong Tiểu Mỹ có thể chấp nhận mình. Thật ra bản thân hắn không phải không có gì cả, có những lúc Tiểu Mỹ gặp khó khăn thì tìm tới hắn. Làm hắn hiểu rằng một góc nhỏ trong tim Tiểu Mỹ còn nhớ tới điểm tốt của Tuần Trường An, chính sự dây dưa này khiến hắn mãi không buông tay nàng ấy. Chỉ việc đi phá thai cùng nàng ấy cũng 7-8 lần rồi, chi phí phá thai đều do Tuần Trường An trả, những chuyện vật vãnh không là gì cả. Rồi rất nhanh Tiểu Mỹ lại tìm được người đàn ông mới. Hạnh phúc mang tính chất vật lý, Tuần Trường An đã quen nên không có ý kiến gì, cho dù nước mắt đã chảy hai hàng mi. Tuần Trường An với triết lý sống nụ cười là đủ, nhưng rồi sự hy sinh chẳng để lại gì, Tuần Trường An chỉ có thể an ủi mình. Bao nhiêu năm qua làm nhiều việc như vậy chỉ mong nàng ấy hiểu một đạo lý, kẻ bợ đít tốt như mình thì không yêu, cứ đi tìm những kẻ cặn bã. Giờ Hàn Tuyệt là sư phụ của Tuần Trường An, gái nó lại tìm đến tận nhà, cảm giác ghen tuông không thể gạt bỏ. Hắn hỏi Gà Hắc Mục tại sao mình lại không được như vậy. Gà Hắc Mục chẳng biết trả lời như thế nào, chỉ biết nói một câu ẩn dụ, chắc chỉ vì ngươi quá đẹp thôi. Câu nói này làm trái tim đang bị trói buộc của Tuần Trường An bật ra, phá vỡ xiềng xích đang tạo thành một lớp phòng ngự với tình yêu. Có lẽ lần này hắn phải đi bợ đít mấy trăm năm mới đủ tìm ra được một đạo lý tự dạy mình hiểu. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.